Hello, xin chào anh em. Đây là mẫu màn hình đến từ LG và cũng là một trong những cái mẫu màn hình được mình sử dụng nhiều nhất với mục đích là livestream. Vậy thì mẫu màn hình này có điểm gì đặc biệt? Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần thông số của mẫu màn hình này. Thì đây là màn hình 34 inch và như anh em nhìn thấy chiều ngang dài đúng không? Thì đây là màn hình có tỷ lệ 21:9, tỷ lệ 21:9 tức là tỷ lệ chiều ngang nó dài hơn đấy. Thì màn hình này bắt đầu độ giải là Full HD thôi, nhưng mà không phải Full HD bình thường, nó sẽ là Full HD cộng hoặc là cái Full HD Plus ấy, một số bạn gọi như vậy. Thì tỷ lệ của nó sẽ là 2560 nhân với 1080. Và màn hình này có tần số quét là 144Hz và độ trễ thấp nhất có thể đạt được và 1mm. Tấm nền chắc chắn là IPS rồi, góc nhìn các thứ đều rất ok. Thì với kích thước 34 inch và độ phân giải là kiểu HD cộng ấy, bạn nghĩ là liệu nó có rỗ không? Theo mình cảm nhận ấy, khi góc nhìn khi mình ngồi bình thường mình nhìn thì mẫu màn hình này đều hoàn toàn ổn, nó không có hiện tượng gọi là rỗ. Tất nhiên là nó sẽ không thể nét như kiểu màn hình 2K 4K được. Tuy nhiên với 34 inch mà là Full HD cộng thì mình nghĩ vẫn ok. Chưa kể đây màn hình 21:9 các bạn kiểu giải trí hay chơi các tựa game như kiểu là ví dụ như Liên Minh Huyền Thoại này, Dota này, CS:GO hay PUBG hay một số các tựa game thế giới mở thì anh em biết đấy, nó sướng đến cỡ nào. Và đây cũng là màn hình nó cong nữa thì cái góc nhìn của nó sẽ đỡ hơn khi so với màn hình 34 inch phẳng. Thực ra thì mình cũng có một mẫu màn hình LG 34 inch nó phẳng, nhưng mà với màn hình 34 inch nó cong này thì chắc chắn sử dụng nó sẽ tốt hơn rất nhiều rồi. Cùng với đó là một số công nghệ khác như màn hình này có hỗ trợ tính năng HDR10 này, hỗ trợ cả G-Sync lẫn FreeSync luôn. Thế nên các bạn sử dụng các mẫu card đồ họa đến từ AMD hay là Nvidia thì đều sử dụng mẫu màn hình này đều tốt, không gì phải đắn đo cả. Rồi, cuối cùng về phần thiết kế thì sao? Thì đây, phần chân đế là chân đế kiểu chữ V được cố định bởi ba góc này thì tôi chắc chắn rồi, đây ngay thử anh em xem tức là không lay được. Và đây tức là cái chân đế đằng sau này, anh em hoàn toàn có thể ngửa màn hình lên ngửa xuống, kéo lên kéo xuống. Còn dựng dọc thì mình nghĩ là chắc là không ai có nhu cầu dựng dọc với màn hình 21:9 đâu. Nếu mà màn hình 21:9 mà dựng dọc ra chắc là kiểu xem ngửa cổ lên thì một sự lựa chọn nó không hấp dẫn một chút nào cả. Ok, nếu như các bạn quan tâm đến những cái sản phẩm màn hình khác đến từ LG thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Thì mình đem một video mình giới thiệu nhanh cái mẫu màn hình này thôi. Thì nếu anh em quan tâm đến một mẫu màn hình khác đến từ LG thì hãy cứ comment và mình sẽ làm về mẫu màn hình đấy. Ok, các anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. À, và đừng quên một điều, hàng khan giá không đổi tại Alpha và chúng mình sẽ bán online.